Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng và các quận huyện sở ngành để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và các thành viên trong Ban chỉ đạo. Liên quan đến 13 ca mắc mới trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 11, ngành y tế thành phố đã ghi nhận cách ly 202 F1, 137 F2. Hiện có 4 quận ghi nhận ca mắc mới có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, gồm Sơn Trà, Thanh Khê, Hải Châu và Ngũ Hành Sơn. Cùng với đó, 3 trên 4 chuỗi lây nhiễm được ghi nhận trong ngày cũng nằm trong mức nguy cơ cao. Ngành y tế và các địa phương đang khẩn trương điều tra, truy vết, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm với các chuỗi lây nhiễm này. Trong ngày, thành phố cũng đã tiếp nhận 174 người về từ ngoại tỉnh, trong đó cách ly tập trung 13 trường hợp, đã test nhanh tại các cửa ngõ hơn 1.200 lượt. Công tác tiêm chủng cho trẻ em đến nay đạt 94,2% so với kế hoạch. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh, tình hình dịch trên địa bàn thành phố những ngày gần đây đang phức tạp trở lại và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương phải đề cao cảnh giác, tiếp tục thực hiện nghiêm những nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo thành phố, nhất là những biện pháp cốt lõi trong thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý phải kiểm soát tốt tại các khu cách ly, triển khai công tác phòng chống dịch thật linh hoạt và nhạy bén trong giai đoạn này. Nếu thiết lập khu vực cách ly y tế, các địa phương cần có đánh giá đúng và phù hợp hơn. Chúng ta mà cách ly phong tỏa hẹp quá mà chúng ta để bỏ sót với những cái nguy cơ bên ngoài, mà cái này thì chắc là các anh chị quận huyện thì cũng đã có những cái bài học và cũng có những cái đã bị những lần trước rồi. Cái gì cách có một nhà thôi mà sau đó rồi nó nhảy lên là cũng nhiều ca. Cho nên cái này là cái mà quận huyện các anh chị phải là người mà đánh giá kỹ nhất, ở địa phương đánh giá kỹ nhất và xác định cái vùng phong tỏa cách ly như thế nào, cách ly hẹp như thế nào để mà vừa đủ, thì chỉ có các anh chị đánh giá. Thì cái này thì, và bên cạnh đó thì CDC cũng phối hợp để hỗ trợ cho các đơn vị về mặt chuyên môn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cũng đề nghị các quận huyện siết chặt lại việc kiểm tra, kiểm soát và xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Đề nghị Sở Thông tin Truyền thông thành phố nghiên cứu điều chỉnh lại việc khai báo y tế qua QR code phù hợp hơn trong tình hình mới.